Kính mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch quy tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023, chúng ta đang có mặt tại Viện Bồ Đề Phật Quốc, tại lớp Cao đẳng Phật học Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Tam Bảo và Kinh số 9. Chúng ta sẽ tiếp tục học. Hôm nay chúng ta học về vị ngọt của sắc. Kỳ trước chúng ta đã học về dục, bây giờ chúng ta học về sắc. Trang số 372. Quý vị khỏe không? Hôm nay là buổi thứ mấy mình gặp nhau? Kinh điển lưu truyền 8 dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại đào quên hết. Hôm nay là đúng một tháng tôi gặp quý vị. 4 tuần đã qua và buổi học hôm nay là buổi học thứ 5. Phải tính buổi đầu nữa chứ, đúng chưa? Một chu kỳ 2 tháng 2 ngày 8 mình gặp gỡ, bây giờ mình gặp lại rồi. Không phải tính, để mình nhớ với nhau chứ, để không kéo là quý vị quên tôi luôn à. Mà không nhớ là làm bài thi cũng mệt lắm nè. Thầy hỏi rất là đơn giản là học cái gì là mình thi cái đó thôi. Do đó về nhà quý vị phải mở trên YouTube để nghe lại. Quý vị yên tâm đi, môn của chúng ta chưa có thi, tới tháng 5 mới thi lần mà. Do đó là chưa, để nhiều nhiều mình gom lại lần mình thi luôn. Rồi, trang số 372. Sao gọi là vị ngọt của sắc? Khi nó thấy con gái dòng sắc lại, con gái dòng bà la môn, con gái dòng gia chủ tuổi 14, 15, 16, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen, xinh đẹp, vô song, hiếm có ở đời. Vừa mới thấy nhan sắc ấy, nó liền khởi lên tư tưởng yêu thích, đó gọi là vị của sắc. Sao gọi sắc là tai họa lớn lại nữa? Sao nếu lại thấy người con gái kia tuổi đã 80, 90, cho đến 100 tuổi nhan sắc đổi khác, qua tuổi thiếu niên, tráng niên, răng rụng, tóc bạc, thân thể cáu ghét, da dùng, mặt nhăn, lưng khòm, rên rỉ, thân như xe cũ, hình dáng run rẩy chống gậy mà đi. Thế nào các tỳ kheo sắc đẹp được thấy ban đầu, sao lại thấy đổi khác, há chẳng phải là tai hoạn lớn hay sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây có 6 người đề cập trong đây. Đây là tai hoạn lớn. Các tỳ kheo đáp: kính vâng, thưa Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đó gọi là sắc, là tai hoạn lớn. Lại nữa,
Ở đây nếu thấy có người con gái kia thân mang trọng bệnh nằm trên giường đại tiểu tiện không thể đứng dậy. Thế nào tỳ kheo, sắc đẹp được thấy trước kia nay trở nên bệnh này, há chẳng phải là tai họa lớn hay sao? Các tỳ kheo đáp: kính vâng thưa Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đó gọi sắc là tai họa lớn. Nãy giờ mình thấy sanh nè, rồi trưởng thành nè, rồi già nua nè, rồi bệnh tật, cái sắc đó là tai họa lớn. Lại nữa tỳ kheo, nếu lại thấy người con gái kia thân hoại mạng chung, được đem đến Gò Mã, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp trước kia đã thấy ngay đã biến đổi ở trong đó mà tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn hay sao? Các tỳ kheo đáp rằng: kính vâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đó gọi sắc là tai họa lớn. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia chết qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày cho đến bảy ngày, thân thể sình trướng, thối rã, tan rã, rơi vãi một nơi, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp trước kia đến nay thay đổi đến như vậy, há chẳng phải là tai họa lớn hay sao? Những cái đoạn mà thầy vừa đọc là kể đến lúc chết, đi ra Gò Mã, sao rồi cái thân thể đó, nó không phải chung trong hòm như mình bây giờ. Ngày xưa là để cái xác thân như vậy, điểu tán, không tán, để ngay Gò Mã đó lâm tán như vậy thôi, thì tự sẽ chứng nghiệm được cái sự hoại diệt của thân thể. Thịt nó thối rữa, dồi nó ăn, rồi chim nó đến nó mổ, rồi từ từ nó trơ trọi thành bộ xương. Lại nữa, dạ, 26 thế kỷ trước làm gì có khẩu trang như bây giờ. Nhưng mà thật sự ngày xưa ta vẫn có quấn khăn, một số dịch bệnh người ta vẫn quấn khăn lại. Hiện giờ mình đang ở thời kỳ tiên tiến, có hòm để chôn. Còn bây giờ qua Ấn Độ thử đi, có những đám tang đâu chôn trong hòm đâu. Đây vẫn để trên vàng quả thiêu, thiêu luôn mà, quấn một cái tấm vải trắng thôi. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia bị quạ, chim khách, cơm cơm trong nhau đến ăn thịt, hoặc bị bêu, chó, sói, hổ thấy mà ăn thịt, hoặc các loài trùng ngọ khuấy nhỏ, biết bò bay động đậy thấy mà ăn thịt, thế nào tỳ kheo, sắc đẹp người kia vốn có nay biến đổi như vậy ở trong đó mà không khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai họa lớn hay sao? Lại nữa, nếu thấy thân hình con gái kia bị trùng quạ, đã ăn mửa, ăn phân nửa, ruột dạ dày thịt máu quơ quấy bất tịnh, rồi máu thịt đã hết, chỉ còn hài cốt liền nhau, máu thịt đã hết, chỉ còn có gân quấn ràng buộc như bó củi, hài cốt tan rã mỗi nơi, xương chân một chỗ, xương tay một chỗ, xương đùi một chỗ, xương hông một chỗ, xương sườn một chỗ, xương bả vai một chỗ, hoặc xương cổ một chỗ, hoặc đầu lâu một chỗ, xương cốt bạc trắng, hoặc giống sắc bồ câu. Sắc đẹp người đó đã thay đổi đến như vậy, hài cốt trải qua nhiều năm bị mục nát tan rã giống như màu đất. Sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, không được bền vững, đó gọi là tai họa lớn. Sao gọi sắc là xuất yếu? Nếu hay lìa bỏ nơi sắc trừ các loạn tưởng, những sa môn bà la môn mà đắm trước nơi sắc không như thật, biết tai họa lớn, cũng không biết xả ly, đó không phải là sa môn bà la môn. Đối với sa môn mà không biết uy nghi của sa môn bà la môn, không biết uy nghi của bà la môn, không thể tự thân tác chứng mà tự an trú. Nghĩa là các sa môn bà la môn mà không đắm trước các sắc ở nơi sắc, biết rõ sâu xa đại hoạn, biết xả ly, người ấy ở nơi sa môn mà biết oai nghi của sa môn, nơi bà la môn biết oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó gọi là lìa bỏ đối sắc. Rồi, thôi tóm gọn lại, giờ chúng ta nghe bài hôm nay chỉ nói về sắc, thân thể con người, rồi liên quan tới cái sự tham đắm. Mà nếu cái người nào mà chấp thân này là của mình là khổ, bởi vì thân này cuối cùng rồi chúng ta thấy rằng nó cũng được tạo thành bởi bốn chất: đất, nước, gió, lửa mà thôi.
chúng ta sẽ thấy được cái sự có mặt của con người với ba điều kiện, đó là người phụ nữ có khả năng mang thai, cha mẹ giao hợp và trứng gặp tinh trùng thần thức gá vào cái đó đậu thai và trải qua 9 tháng 10 ngày. Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc. Tháng thứ ba như cục huyết ngưng. 4 tháng đã thượng ra hình. 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ. 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, tính ra đến số 84.000. Tháng thứ tám hoàn toàn tặng phụ. 9 tháng thì đầy đủ dốc hình. 10 tháng là đến kỳ sinh. Rồi bắt đầu sinh ra là bắt đầu con người đã có mặt, vận hành theo 4 cái quy trình theo thứ tự sinh, lão, bệnh, tử. Thế Tôn là dạy tỏ tường mấy điều quán tưởng phải tường xét ra, chúng sinh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn, chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành, chúng sinh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tự sinh đến kỳ. Đấy, tất cả đều phải vận hành theo quy luật đó. Tôi và quý vị giống vậy không? Ai tới giai đoạn thứ ba rồi giơ tay lên. 2, 4, 6. Sắp rồi. Nói như Hòa Thượng Vũ Chánh là mỗi lần Tết là Hòa Thượng nghe cái bài hát Tết 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 đến rồi thì Hòa Thượng hát là chết 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 đến rồi. Chết trong tim, chết từng ngày. Tại mình sợ chết thôi, chứ ngày xưa thời Đức Phật đó, thì thưa với quý vị, bài pháp đầu tiên mà tất cả những người đi tu đều phải học đó là quán thân bất tịnh. Bài này là đang dạy chúng ta là quán thân bất tịnh. Chúng ta đang nhìn thấy một cái lớp da như vậy, nhưng mà ẩn tàng trong cái lớp da này là thịt nó thối ình à. Cái miệng này mà không xuất miệng hôi không? Mắt mà không rửa, mũi mà không có vệ sinh sạch sẽ, ghen, nước mũi và đại tiện tiểu tiện trong cơ thể của mình nó sức yếu ra rất là ghê gớm. Hiện giờ mình còn sống chứ mình nằm liệt cũng giỏi đi mình biết liền. Đấy, một số lần mà thầy đi hộ niệm á, có những gia đình họ biết chăm lo cho bệnh nhân sạch sẽ thì mình không nói. Còn có những người họ biết chăm sóc bệnh nhân á, trời, mỗi lần hộ niệm xong tôi về tôi cũng mệt luôn. Cái mùi trong cái phòng nó khó chịu vô cùng. Do đó là kỹ thuật, mình là người chăm sóc bệnh là mình phải để clean up cho phòng ốc nó sạch đẹp thì người bệnh người ta mới mau khỏe. Đang bệnh mà nằm ở trong cái không gian đó thì mau đi sớm nữa. Đấy, cẩn trọng. Một vấn đề được đề cập ở đây là khi mà chúng ta nhìn về thân thể của mình, chúng ta phải biết không có cái gì gọi là của mình hết. Con tôi, tài sản tôi là không có. Ngay cả cái thân này mà mình còn không giữ được mà, mình đâu có làm chủ được mình đâu. Do đó mình đang ký hợp đồng mướn cái thân này, mượn cái thân này. Rồi mình đảm bảo cho nó hoạt động tốt thì tứ đại điều hòa thì thân thường khỏe mạnh. Tứ đại bất hòa thì sao? Muôn bệnh nó phát sinh. Và bệnh tật là một trong những cái nó đang chật chội trong cơ thể mình thôi. Sống ngày nay, chết ngày mai. Do đó đừng có quá yêu quý cái thân mệnh mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình mặc kệ nó. Mình phải sử dụng nó, mượn nó như là chiếc thuyền, chiếc bè để đi qua bờ sông sinh tử. Đến một ngày nào đó mình cảm thấy rằng mình mệt rồi thì thôi, mình nghỉ. Nó cũng kết thúc tiến trình sinh tử một kiếp người. Bộ đồ này mặc lâu quá cũ rồi. Thầy ông ơi, trong tiến trình tái sinh thì sanh tử như cởi áo đắp chân bông vậy thôi. Mỗi một năm mình có đồ mới không? Ai cũng thích mặc đồ mới hết. Thì cái xác thân này nó đến một giai đoạn nào đó rồi thì nó cũng phải hoại diệt thôi, để mình đón cái mới chứ.
Do đó là thầy không cần phải sống trường thọ chi cho nó mà. Hồi nãy em nói gì giảng kinh A-di-đà, bên lớp sơ trung đẳng là có đề cập đến một tôn giả là Bạc Câu La. Ông sống 160 tuổi. Còn sống là lúc đó đang con rụng hết rồi, tôi cho con đi sớm đi chứ lấy gì để mà ăn. Phải không? Như đó là không yêu cầu phải sống lâu, mà chất lượng của cuộc sống mới là quan trọng. Khi nào mình còn sống, mình còn giác biết, mình còn tu học, mình còn nghe pháp, mình còn tụng kinh, mình còn chánh niệm tỉnh thức là tốt. Và đến khi nào nghiệp hết rồi thôi mình đi, trong bình an, trong tỉnh thức. Cách đây 2 ngày chúng ta đi hộ niệm cho một vị Phật tử Kimberly Dư, đúng không ạ? Thì thầy nghe thầy giám viện kể rằng là vị ấy ra đi trong cái bản kinh Địa Tạng phẩm thứ 12. Mừng quá. Ra đi trong cái sự tỉnh thức, nghe kinh thì chắc chắn rằng là về với Phật. Cái đó là cái phước lớn nha quý vị. Giống như bà ngoại thầy, 23 tháng 8 năm 2002, tức đó là năm Nhâm Ngọ, thì bà đã đi trong sự hộ niệm của cả một cái đạo tràng Bát Quan Trai Giới. Đó là lần đầu tiên mà chùa Hải Vân cho phép thọ giới Bát Quan Trai mà phải rời khỏi cái chỗ Bát Quan Trai để đi đến hộ niệm cho bà ngoại của thầy. Đó là một cái đặc ân lớn nhất mà thầy xin, bởi vì thầy biết là ngày hôm đó là bà ngoại thầy sẽ đi. Thì truyền giới Bát Quan Trai xong là lúc đó là 7 giờ, đi xuống nhà thầy là gần 8 giờ. Mà đạo tràng gần 60 người quý vị đứng hộ niệm. Và bà ngoại thầy ngày xưa thì bà phát nguyện niệm hồng danh Đức Bồ Tát Quan Âm thôi. Trước khi bà mất, bà hỏi thầy vậy chứ: thưa thầy, niệm Quan Âm có về Tây Phương không? Cái thầy cười, thầy nói chắc chắn là sẽ về. Vì bà tên là Trung Ngọc Hoa, pháp danh là Diệu Thiện. Diệu Thiện là hồng danh của Đức Bồ Tát Quan Âm. Thì thầy phải khẳng định với bà là chắc chắn sẽ được về. Bởi vì trong 12 nguyện của Đức Bồ Tát Quan Âm có một nguyện là Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm thì phía trước có Tràng Phan, phía sau là có Bảo Cái. Một Bồ Tát Quan Âm là giống như là thị giả hầu cận Đức Phật A Di Đà, thì chắc chắn có Tràng Phan, có Bảo Cái, ngài sẽ hướng dẫn, đưa đường dẫn lối cho bà về Tây Phương. Trước khi bà mất 2 tháng thì thầy có truyền Bồ Tát giới tại gia cho bà, 10 giới trọng và 28 giới khinh. Cuộc đời của bà tụng, thầy nghĩ rằng phải hơn 1000 bộ kinh Pháp Hoa. Cứ mỗi lần bà tụng xong một bộ là bà gạch xuống một gạch, rồi cứ gạch, thầy đếm hơn 1000 bộ. Phía sau bộ kinh là sổ tức của bà mà gạch. Cái câu mà bà dạy cho thầy, thầy nhớ hoài: phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi cõi hồng trần mấy ai hiểu được tấm lòng thanh cao. Dạy cho mình cái sự ẩn nhẫn. Ngày xưa bà có bao nhiêu tiền, quý vị biết là 30-40 năm về trước là chuỗi niệm Phật của mình đâu có nhiều đâu. Bà phải đi mua từng những cái ký chuỗi nhựa, chuỗi 108 hạt. Xong rồi bà về bà bảo thầy cắt ra, bắt đầu bà sâu lại một sâu 18 hạt. Bà làm thành cái nơ, cái bông ở trên đầu đẹp lắm. Như đã nhìn sau chuỗi nó được tân trang lại. Rồi bà đem đi mấy cái xã nghèo, các chùa ở vùng quê, bà cho để khuyên người ta đi niệm Phật. Trời, phước đức lớn không quý vị? Mình đụng sau chuỗi mà ta niệm Phật, người ta có công đức là mình sao? Trời ơi, lãi suất ngân hàng phước báo tăng lên. Thì hôm đó đạo tràng Bát Quan Trai đã đứng hộ niệm cho bà. Và ngày mùng 3 tháng 8 là bà mới nói với gia đình là bà không ăn nữa. Qua ngày hôm sau đừng đút thức ăn gì cho bà, và bà chỉ uống nước thôi. Và tính từ ngày 4 âm lịch tháng 8 cho đến cái ngày bà ra đi là 23 âm lịch tháng 8. Lấy 23 mà trừ 4 là nhiêu? 19. Đúng con số Bồ Tát Quan Âm. Tại cuộc đời bà tin vào Bồ Tát Quan Âm. Bà 19 ngày bà không ăn nữa, bà dọn mình để bà đi.
Và lúc mà bà ra đi là bà mở mắt ra, bà nhìn tất cả mọi người lần cuối cùng, bà mỉm cười, rồi bà nhắm mắt lại. Bà ra đi lúc 8 giờ 15 phút ngày 23 âm lịch tháng 8 năm Nhâm Ngọ. Sau lễ trả tiền quả toán của bà thì thầy có đãi được một ít xá lợi, mới gửi cho cái hội niệm Phật giảng sanh đu xá lợi của mình bên Mỹ nè. Trong đó là cái quyển sách mà có sư bà Đàm Lựu đầu tiên đó. Đó là trong đó có cái phần nói về niệm Phật phát nguyện giảng sanh của cụ bà Trung Ngọc Hoa, pháp danh Diệu Thiện, là bà ngoại của thầy. Thì thầy muốn kể lại quý vị nghe, để rồi chúng ta sẽ thấy được rằng cái xác thân của mình có mặt trong cuộc đời này để mình làm nhiều công đức, làm nhiều phước báo, rồi ra đi thanh thản thôi, không cần gì phải vướng bận. Khi mà chúng ta đề cập đến chữ sắc, và hồi nãy trong chi phần đầu tiên quý vị nhớ không? Đây, chúng ta coi lại cái phần đầu một xíu ha. Con gái 14, 15, 16, không cao, không thấp, vừa mới thấy nhan sắc ấy khởi tưởng yêu thích. Đây, chúng ta sẽ bàn về cái chữ sắc này một chút. Mấy cái già bệnh chết kia thôi ai cũng hiểu rồi. Giờ chúng ta sẽ bàn về cái sự yêu mến về sắc thân của mình. Thì mẫu chuyện được kể rằng Đức vua Ba Tư Nặc là Đức vua Basanadi có một vị hoàng hậu là Malika, tức là Mạc Lợi phu nhân. Quý vị nhớ giai thoại đó không? Một hôm Đức vua Ba Tư Nặc mới hỏi một câu hỏi dễ thương với lại hoàng hậu Mạc Lợi là: vậy chứ trên đời này khanh yêu ai nhất? Ý ông vua muốn nghe câu trả lời. Hôm nay 8 tháng 3 muốn nghe vợ mình phải khen mình. Mà đặc biệt là Đức vua rất là thương Mạc Lợi phu nhân và cũng muốn nghe bà phải nói lại một câu mang tính đáp trả. Ý nhà vua muốn nói là Mạc Lợi phu nhân phải trả lời là: em yêu chàng nhất trên đời. Nhưng Mạc Lợi phu nhân đã trả lời: bây giờ đại vương muốn em nói thật hay muốn em nói giả? Nếu em nói giả thì em yêu đại vương nhất trên đời, còn nếu em nói thật thì em yêu tự ngã của em nhất trên đời, tức là yêu cái tôi của mình. Và nàng cho biết rằng cũng không có một ai yêu đại dương bằng chính tự ngã của đại dương hết. Nghe nói vậy, vua rất là thất vọng, bèn đi đến hỏi Đức Phật. Có phải câu nói của Mạc Lợi phu nhân là đúng hay không? Thì Đức Phật cũng giải thích y chang như Mạc Lợi phu nhân đã nói. Chúng ta phải hiểu một điều, mình nói mình thương ai đó, mình yêu sắc diện của ai đó ABCD, nhưng mà thật sự mình đang yêu cái người đó đang hợp nhãn với mình. Lỡ một mai á, đại dương biết em lan chạ với một cái thằng tướng quân nào đó thì đại dương làm gì? Ta sẽ giết đàn mà giết luôn nó. Thì rõ ràng là đại dương đâu có thương em. Đại dương đang thương cho sự thương tổn của chính mình khi người khác phản bội. Rõ ràng là mình yêu ai nhất trên đời? Mình yêu cái tôi của mình nhất trên đời. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Con đám mà đó, thằng con nó khóc quá trời khóc. Nó có tổng cộng là 6 đứa con nhỏ, mà mẹ nó qua đời nó khóc quá trời khóc. Ngoài vấn đề về tình thương của người con dành cho người mẹ ra, và thêm một vấn đề kinh tế một chút là bà đã đi rồi thì babysit mỗi một ngày là 40, ai giữ cho 6 đứa kia đây? Mẹ ơi, mẹ khóc, mẹ qua đời mẹ làm cho con đau đớn quá, mà giờ đàn con trẻ ai nuôi, đúng không ạ? Nó sẽ gom nhiều cái vi tế ở trong đó. Mình nhìn kỹ đi, cuộc đời này cái gì nó cũng có mục đích hết á. Chính vì vậy
Chúng ta phải suy nghĩ cho thật là tận tường. Không khéo một cái sự rò rỉ nhỏ của suy nghĩ, chúng ta đang tô bồi cái bản ngã của mình. Mà người nào mà làm cho bản ngã mình lớn nhiều quá thì người đó sẽ khó được giải thoát. Để tôi kể quý vị nghe một mẫu chuyện. Trong tích truyện Pháp Cú có một Nico tên là Rupa Nanda. Cô này cũng xuất thân từ hoàng tộc dòng họ Thích Ca xinh đẹp. Khi xuất gia rồi thì Rupa Nanda vẫn tự hào về sắc đẹp thân thể của mình. Và Nico này không hài lòng, không chấp nhận cái lời nhận định của Đức Phật. Cái đẹp của sắc là vô thường, hệ lụy với khổ đau. Rupa Nanda gia nhập ni chúng không phải vì lòng tin mà vì lòng thương gia đình. Cô có một cái nét vẽ duyên dáng tuyệt trần, do đó được đặt tên là Rupa. Một hôm nghe Đức Thế Tôn giảng cái đẹp của sắc là vô thường, hệ lụy khổ đau. Cô cho rằng Thế Tôn chỉ nhìn cái xấu trên thân thể, bởi vì còn nhiều cái đẹp có thể nhìn rất là xinh, mà sao Đức Thế Tôn không chịu đề cập. Cho đó cô nảy sinh một ý tưởng là cô không muốn gặp Đức Thế Tôn nữa. Rồi một hôm Rupa Nanda có ý định đi nghe Pháp. Ni chúng rất vui mừng vì từ lâu cô không muốn đến hầu Phật. Có cô chắc Ngài sẽ thuyết Pháp với nhiều chi tiết thú vị hơn. Thế Tôn biết là hôm nay Rupa Nanda sẽ đến đảnh lễ, và để dạy cho cái người quá đắm trước về cái sắc diện và làm tiêu tan lòng kiêu hãnh vì nàng ấy có sắc đẹp, Đức Phật đã dùng chính sắc đẹp thân thể làm phương tiện giáo hóa. Thế Tôn liền hiện thần thông. Một thiếu nữ 16 tuổi xuân xanh đẹp chưa từng thấy, mặc y phục đỏ thẫm, trang điểm với rất nhiều các món trang sức, và cô ấy đang đứng hầu bên cạnh Đức Phật, cầm cái quạt để hầu Đức Thế Tôn. Và điều này chỉ có Phật và Rupa Nanda thấy mà thôi, chứ mọi người không ai thấy hết. Đây là cái cách mà quý vị nhớ nha. Đó là phương tiện quyền xảo khi Đức Phật muốn độ ai đó. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều thấy. Chuyện gì xảy ra? Rupa Nanda vào tinh xá quan sát Đức Thế Tôn từ đầu cho đến chân. Ngài rực rỡ sáng lạng với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và bên cạnh đó, Rupa Nanda thấy cô gái đứng bên cạnh Đức Phật có gương mặt sáng đẹp như là trăng rằm. Mà bây giờ cô ta nhìn lại thân thể của mình, cô ta thấy chẳng khác gì con quạ đen đang đứng trước con ngỗng chúa sắc vàng. cái sắc diện của cô so với lại cái sắc diện của cái người đứng hầu cạnh Đức Phật là một trời một vực. Và cô say mê những sắc đẹp của người thiếu nữ và thầm mong mình cũng được đẹp như vậy. Thế Tôn biết ý tưởng của cô ta và bắt đầu Ngài thuyết pháp. Ngài hóa hiện thiếu nữ từ 16 tuổi lên 20 tuổi. Rupa Nanda nhận ra ngay bóng sắc này không bằng trước đây. Rồi thiếu nữ trở thành một thiếu phụ có con trung niên, cuối cùng là một bà già lũ khủ. Rupa Nanda nãy giờ đã theo dõi từng giai đoạn thay đổi cho đến bà lão răng rụng tóc bạc, lưng còng quằn xuống, tay chân run rẩy. Thấy vậy Rupa Nanda không khỏi nhàm chán và ghê sợ cái sắc thân này. Cuối cùng bà thuyết pháp, Đức Phật hóa hiện bà lão lâm bệnh đau đớn kêu thét, té xuống đất lăn lộn cùng với các vật vô uế. Bà lão chết rồi thì thi thể bà trương phồng lên, chín lỗ chảy ra máu mủ, rồi quạ chó bu đến nhào lộn xé xác bà ra. Sự kiện này làm cho Rupa Nanda chấn động thật sự, và cô ta đã thấy rõ chính cái thân thể này rồi cũng già đi, cũng lâm bệnh, cũng chết rồi, cái thân này bất tịnh vô thường. Bây giờ Rupa Nanda quyết định nhập thiền. Và khi nghe Đức Phật khai thị thì Rupa Nanda đã chứng được quả tu đà hoàng, rồi từ từ đắc được thánh quả A-la-hán.
Thì mẫu chuyện mà thầy mới kể cho quý vị nghe, để cho quý vị thấy rằng cái sắc diện này có người thích, có người không thích. Có người không thích là người đó đã giác ngộ Phật Pháp, phải không ạ? À? Còn muốn độ cho Rupananda này là phải thể hiện rõ ràng cái sự vận hành theo nguyên lý vô thường. Người ta thấy như vậy thì người ta mới giác biết mà tu. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ tuổi 17 đã gãy sừng trâu, tuổi dậy thì tuổi hoa niên, thì nói về vô thường tụi nó không khoái, không thích. Còn bây giờ quý vị quay ngược lại nhìn lại một thời thanh xuân rực rỡ nay còn đâu, thì quý vị mới cảm thấy rằng ai rồi cũng phải già thôi. Già ơi chào mi, đừng có đợi già mới già. Mỗi một cái sát na sinh diệt của một kiếp người liên tục, cái này là hiện tại, cái này là quá khứ, cái kia là tương lai, liên tục như vậy, thì rõ ràng mình đang tái sinh rồi đó. Một ngày 24 giờ là mình luân hồi trong ba cõi sáu đường, nhiều không? Hiện giờ là đang ở cõi người nghe Pháp, nhưng mà ra khỏi cái chùa này là chưa chắc. Bắt đầu tâm ý con người ta lại đi đến những cái cảnh giới khác biệt với nhau. Thì chúng ta cũng đang già đi theo thời gian thôi. Chính vì vậy cần tu tạo lửa đốt đầu, đừng cho sói mũi như chầu đế vương. Xác thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Khi chúng ta đề cập đến sắc thì chắc chắn rằng với tuổi trẻ nó sẽ đi đôi với dục nhiễm. Chúng ta sẽ phân tích thêm về cái việc này. Người ta nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trụ Dương trong thời phong kiến Trung Quốc cũng chỉ vì sắc dục thôi mà tan tành sự nghiệp. Ghê gớm không ạ? Một câu nói triết gia của Tây Phương: nếu không có đàn bà thì tất cả đàn ông đã ngồi đồng bàn với bậc thánh. Thế đâu còn cái gì nữa đâu mà đắm mê, đúng không ạ? Nếu không có đàn bà thì đàn ông lên bàn bậc thánh ngồi hết rồi. Người đàn bà là thiên đường của cặp mắt và là địa ngục của tâm hồn. Mùi vị của ái dục có chăng là mùi vị khó chịu, vì ái dục là liều thuốc đắng. Vậy đó mà một nhà thơ nào đó đã viết một bài thơ là phổ nhạc: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu, chỉ có 1% là hạnh phúc. Mà 99% là khổ đau, 99% là khổ đau. Vậy mà con người ta cứ cắm đầu vô thôi, phải không? Nghiệp lớn. Và ngày xưa thấy cũng tội, hay mỗi lần mấy nhạc khúc đó cất lên một cái là con người ta lại đắm chìm trong khổ đau. Đang thất tình mà nghe cái nhạc đó lên là coi như là không còn lối thoát. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng. Nghĩ chi cho nó chạnh lòng? Rồi bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình bây giờ chỉ còn lại lên gõ mõ tụng kinh đi cho nó khỏe. Vì thầy là pháp sư, thầy phải biết bệnh của quý vị. Mà thầy không nói bệnh nó ra thì làm sao mà thầy chữa cho quý vị, đúng không ạ? Thông cảm. Muốn độ thằng ăn cướp thì mình cũng phải. Không dám nói. Ở đây biết không có nghĩa là mình phải cộng trú với người ta. Chỉ cần nhìn cái đèn này đang sáng là tôi biết là có điện, đứa nào khùng đút tay vô điện giật chết chịu, phải không? Mình nhìn qua cái dụng để mình biết được cái thể, biết được cái tướng. Thầy đâu cần yêu đâu, nhưng mà thầy nghe cái bài đó là thầy biết làm sao.
nghe thôi là đã rùng mình rồi. Thì huống hồ chi những người đang lâm vào trong tâm trạng đó lại càng buồn thiếu mà thôi. Đó là chưa kể những bài khác nữa còn ghê nữa, đúng không ạ? Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Đó. Muốn là tôi tới luôn đó. Thì thưa với quý vị, với những ca từ giai điệu cung bậc thanh âm như vậy thì nó sẽ làm cho quý vị càng lu mờ về tâm thức mà thôi. Bởi vì đó là sự tham đắm về thể xác của sự chiếm hữu. Và chúng ta sẽ nhớ một cái bài thơ của Đức Huỳnh Phú Sổ, sáng tác mùa đông năm 1946. Ta có tình yêu đất đượm nồng, yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khắp má hồng. Nếu khắp má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy soi chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang, đa mang một khối tình, dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Đây cũng là một tình yêu, mà tình yêu không phải từ trái tim một đến trái tim hai, mà trái tim một đến trái tim vạn loài. Tức là tình yêu không phải là vị kỷ, mà đó là tình yêu của chất liệu bi, trí và dũng, để nâng đỡ dìu dắt mọi người tiến đến con đường giác ngộ. Ai hỏi thầy có yêu không? Có. Cứ ở nhà tu không biết yêu, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời trong kiếp sống quạnh hiu. Vỡ lẽ nhà tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn đẹp xấu đều yêu cả, tim này không biết rộng bao nhiêu. Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn, ai dè có lúc lệ thầm tuôn. Thương đời thống khổ hoài mê đắm, chẳng biết phương nào hướng cội nguồn. Có một vị Bồ Tát tên là Thường Đề, tức là Bồ Tát hay khóc. Bồ Tát này dạt dào tình thương vì thấy chúng sinh khổ, do đó Ngài thương và Ngài tìm phương cách để tùy thuận chúng sinh mà hóa độ chúng sinh. Đã thế còn không thương mến nhau, lại gây chồng chất những cơn đau. Đường đời chật chội hoài chen lấn, cửa đạo thênh thang mãi lắc đầu. Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười, ngờ đâu hàm tiếu rạng trên môi. Du hành bất chợt dừng chân lại, vui thấy người kia giúp đỡ người, luôn mỉm cười khi thấy ai đó làm việc thiện. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phúc lành như chính con làm được. Tức là mình vui theo cái sự thành đạt thịnh vượng của người khác. Cứ ở nhà tu chẳng có tình, ai ngờ tình rộng với muôn sinh. Cỏ cây sông núi đều ôm trọn, mà vẫn bên lòng những sắc thinh. Vẫn yêu như gió qua màn lưới, chẳng vướng vào đâu trút cạn tình. Nắm tay bằng hữu cùng đi tới, lòng lộng niềm thương trong tiếng kinh. Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng, đâu dè tâm đẹp ý bao dung. Sông hàng bao nước tình bao lượng, có sống gần ai mới tận cùng. Đó, quý vị phải yêu như vậy đó. Thì quý vị mới không có bị khổ đau. Còn thế gian thì tình là dây oan, mà tu là cội phúc. Ở trong câu chuyện Bổn Sanh Morajataka, Đức Phật tiền thân là Bồ Tát, bây giờ là con chim công trống, thường hay đọc câu thần chú hộ thân lúc đi ngủ, lúc thức dậy, lúc sáng sớm.
Cho nên suốt 700 năm, Ngài đã thoát được lưới bẫy của bọn thợ săn. Sau đó một người thợ săn khác đã dùng một con chim công cái làm chim mồi. Và bị mê hoặc bởi giọng hót của nó, con chim công trống này quên tụng bài chú hộ thân. Cuối cùng bị dính bẫy. Tội nghiệp 700 năm tu hành. Trong chuyện Thiền Tông, có một mẫu chuyện là một thằng nhỏ nó ở với sư phụ từ tấm bé ở trên rừng. Đúng không ạ? Đấy. Và hàng ngày vô thú với muôn sinh. Thì ông sư phụ một hôm mà mới nói là trong tất cả các con là con cọp là dữ dằn nhất, mình cần phải tránh xa. Thế là chú tiểu này mới đi hỏi mấy con xung quanh, con hư, con voi, ABCD, thì mấy con đó đều trả lời đúng là sư phụ nói là con cọp là con đáng sợ nhất. Rồi một hôm tới tuổi trưởng thành, anh ta với sư phụ được đi xuống núi. Và khi mà đi xuống khất thực quá duyên trở về lại, thì trong lúc mà đi khất thực quá duyên thì anh ta lại gặp một cái người con gái tuổi vừa xuân xanh, nét đẹp tuyệt trần mà làm cho anh ta lưu luyến. Thì bây giờ ông sư phụ nói, nè con cọp đó, tránh xa nó ra. Chú rất là hờ hững. Và khi mà về lại núi rừng 3 ngày không ăn, không ngủ, không tụng kinh, ông sư phụ mới hỏi, tại sao lại xảy ra cái chuyện này? Từ lúc mà con đi xuống núi tới bây giờ con lên núi lại là thầy thấy con khác quá. Dạ tại con gặp con cọp. Thầy nói con cọp nó dữ dằn lắm, mà sao con thấy con cọp nó dễ thương quá, nó đâu có gì đâu mà dữ dằn. Thì tôi kể quý vị nghe một chuyện đó để quý vị cảm thấy rằng, thấy chưa, ở đây toàn là cọp không à. Tại thành Ba La Nại có một tay nhạc công chơi đàn, anh ta tên là Gutila. Vị ấy say mê một cô gái nhưng bị chế giễu và từ chối. Bởi vậy ban đêm cậu ta đã ca một bản nhạc rất là mùi mẫn và đánh nhạc ở ngay trước nhà của cô nàng. Đây. Giống như cái bài hát mà đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa xứ nhà nàng đó, bị mê hoặc bởi tiếng nhạc. Và cô gái ấy đã nhào ra khổ như bị thôi miên, ngã nhào và chết tại chỗ. Đấy. Quý vị thấy mãnh lực của ái dục về sắc diện, hình thể, thương mến. Nói như hàng mặt tử không lấy được người mình thương vì lý do tôn giáo, đúng không ạ? Và câu thơ đã được để đời: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia. Trời ơi, cái con cọp đó nó dữ dằn. Cả một cái đời của thi sĩ tài hoa mình nữa, chỉ vì nửa đời hương phấn của cô ta mà anh ta đã trở nên dại khờ, khùng hết biết. Mà mình nói cho hay lắm, mình đụng chuyện đi rồi mình mới biết ai khùng hơn ai. Ta nhớ lại vào một đêm của 2600 năm về trước, có một chàng sa môn Cồ Đàm với cơ thể suy kiệt khổ hạnh đơn độc bên bờ Ni Liên Thuyền. Ngài đã chiến đấu quyết liệt để chiến thắng ma ái dục. Lúc đó chàng ấy mới 35 tuổi. Ngài nói rằng, đối với ta, chết trong cuộc chiến đấu chống tham ái và dục vọng còn thập phần danh dự hơn là sống thất bại. Quý vị thấy không, lúc bây giờ là Thiên Ma Ba Tuần đã giả dạng với những cái tiên nữ dung sắc tuyệt trần, nhưng cuối cùng rồi thì cũng đâu có làm lay động Đức Phật nữa. Kinh Du Hành lúc sắp nhập diệt, Đức Phật vẫn còn cực kỳ sáng suốt minh mẫn mà trả lời cho A Nan. A Nan bạch Phật, sau khi diệt độ, các hạng nữ nhân đến thọ giáo huấn cần phải đối xử như thế nào? Đức Phật dạy đừng gặp họ. A Nan hỏi, bạch Đức Thế Tôn, giả sử phải gặp thì làm sao? Phật dạy chớ cùng nói chuyện. A Nan hỏi, giả sử phải cùng nói chuyện thì phải làm sao? Đức Phật dạy, hãy tự thu nhiếp tâm ý mình.
Hôm nào ai muốn gặp tôi mà tôi không gặp là quý vị biết đó. Đức Thế Tôn dạy này đúng không? Mình phải tự lượng sức mình. Yếu yếu đừng có ra gió. Hồi nãy quý vị thấy trong cái bản kinh có đề cập đến cái sự quán tưởng về xác thân, đến lúc mà xác thân nó bị thối rữa, rồi nó băng hoại theo thời gian, từ một cái đống thịt bây giờ trở thành đống xương khô, đúng không? Thì có một câu chuyện về trưởng lão Mahatisa đã xảy ra ở tại đất nước Sri Lanka. Trưởng lão Mahatisa là người đã đoạn diệt ái dục bằng con đường thiền định. Một hôm, ngài rời khỏi ẩn xá ở trong rừng để vào thành phố khất thực. Trên đường đi, ngài gặp một thiếu phụ đang bỏ nhà ra đi sau khi người ấy gây gổ với chồng. Nhìn thấy trưởng lão, tình ái trong nàng bộc phát, nàng cười to một cách quyến rũ. Khi nhìn nàng, trưởng lão chú ý đến hàm răng của nàng, vì ngài đang thực hành pháp quán niệm đề mục gọi là bộ xương khô, nên toàn thân của nàng đối với ngài chỉ là một đống xương không hơn không kém. Ngài tập trung vào ấn tướng này là một đống xương khô, ngài đắc định. Và sau khi quán tưởng bộ xương với tâm trạng thiền định cao tột, ngài đắc được thánh quả. Trưởng lão tiếp tục đi khất thực, đi trên đường, ngài gặp chồng của nàng. Người đàn ông hỏi ngài có thấy người đàn bà với diện mạo như vậy hay không? Thì trưởng lão đáp rằng, tôi có thấy một người nhưng không biết nó là đàn ông hay đàn bà. Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một bộ xương đang đi bộ thôi. Như vậy, cái mà ngài trông thấy thực ra là một bộ xương của người đàn bà. Nhưng pháp quán của ngài đã ngã không đối tượng, đã chuyển cái tấm thân của một cái nàng con gái xinh đẹp, phụ nữ tốt tướng, trở thành một hình ảnh bộ xương khô. Như vậy, trong tâm của ngài không hề pha một chút dục vọng hay phiền não nào cả. Nhờ vậy mà ngài đắc được thiền định, chứng được thánh quả. Nếu trưởng lão Mahatisa không xem người đàn bà đang nói chuyện, đang cười đó là bộ xương, thì chắc chắn rằng trưởng lão Mahatisa có thể khởi dục tình và trở thành con mồi cho sự quyến rũ của sắc thân dục vọng. Cũng may mắn là trưởng giả đã tu tập thiền định, đã không có dục tình, do đó tôn giả không bị sa ngã. Quán về bộ xương, thực hành minh sát đã giúp cho thiền sư không bị ô nhiễm và rốt ráo thoát khỏi tử sinh. Rồi, một mẫu chuyện nữa. Có một vũ nữ ngủ trọ qua đêm tại chỗ ngủ của chư vị tỳ kheo ni. Khi vừa ra đi, nàng bỏ lại một con chim két rất là thông minh. Con chim này được các vị Sajini đem về nuôi dưỡng và đặt tên cho con chim két này gọi là Buddha Rakita. Khi vị ni trưởng của tu viện nghĩ rằng mọi việc phước cần làm là dạy cho con két quán niệm một đề mục nào đó khi nó đang sống giữa những con vật đầy khả ái, bởi vậy ni trưởng đã dạy cho nó niệm tưởng đề mục hai chữ thôi, Athi, tức là bộ xương. Một sáng nọ, chim két bị một con diều hâu lớn tha đi. Nghe tiếng la rầm rộ của những vị Sajini thì diều hâu sợ hãi và buông cái con chim két này ra. Vị ni trưởng hỏi nó đã quán gì khi bị diều hâu tha đi, thì chim két nói rằng con nghĩ về một bộ xương đang bị tha đi và con tự hỏi nó sẽ bị tan rã ở đâu. Vị ni trưởng nói rằng lành thay, pháp quán này sẽ giúp con vượt khỏi kiếp sống luân hồi. Quý vị thấy không? Độ cho một con chim két mà nó còn biết quán tưởng. Đây con người hết á. Đúng không? Mình phải nỗ lực, mình phải tinh tấn, đúng chưa? Đây, con chim két mà nó còn có một cái
tâm linh rất là lớn và nó thực tập được. Khi con diều hâu bắt nó thì nó nghĩ về một bộ xương đang bị tha đi và tự hỏi là sẽ bị tan rã về đâu, thì nó còn chấp vào thân này không? Còn tử thần đến bắt quý vị đi thì quý vị la làng la sớm lên, coi chừng. Chúng ta phải cố gắng nhìn thấy sự có mặt bây giờ là sự ôn hòa của tứ đại. Rồi một mai tứ đại nó bất hòa, bệnh nó phát sinh, nhưng thần thức của quý vị đừng có bị ảnh hưởng. Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân này. Sắc thọ tưởng hành thức không phải là tôi. Tức là quý vị ngay từ bây giờ phải thực tập vô ngã đi, thì quý vị mới cảm thấy rằng là cái đau nó không có quá lớn đối với mình. Còn nếu quý vị không có sự quán chiếu, không có sự thực tập á, thì khi mà cái đau, cái bệnh nó đến là quý vị cảm thấy khó chịu, bất an lắm. Quý vị tưởng rằng ngày xưa Đức Phật không khó chịu sao? Khi mà Đức Phật những phút giây cuối đời, Đức Phật cũng phải bị cái cảm giác của đau, của già, của bệnh chứ, đúng không ạ? Đức Phật cũng phải đi kiết lỵ cả nguyên một cái buổi đó, yếu người rồi, nhưng mà tinh thần thì sao? Tinh thần Ngài vẫn minh mẫn, Ngài cũng phải chịu vô thường để hoàn tất cái tiến trình sinh tử cuối cùng của một kiếp người, để Ngài mới nhập được vô dư y niết bàn. Thì bây giờ quý vị có một buổi khác chúng ta sẽ học thêm, có thể là buổi sau đi, chúng ta sẽ nói về cái sự tu tập để chuyển hóa thông qua cái bài kinh mà độ cho ông Anapitika, tức là ông cấp cô độc, về ngũ uẩn giai không, để ông chấm dứt tiến trình sinh tử, ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì nghĩ đây là điều cần thiết mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách rõ ràng, tu gì thì tu, mà mình chúng ta cũng phải coi cái xác thân của mình phải thực tập vô ngã thì mới được. Chứ tới bây giờ cao đẳng Phật học rồi mà cẳng còn đau nữa thì làm sao mà, mà còn biết đau, mà còn không biết chuyển hóa nữa, không biết làm chủ cảm xúc thì đau hoài là ở đâu hoài à. Đấy, do đó là có đôi khi là chúng ta thấy một điều rất là đơn giản. Thí dụ người mẹ mà cứu đứa con ở trong hầm lửa đang cháy chẳng hạn, thì người mẹ sẵn sàng đi vô vượt qua được cái lửa không? Vì tình thương lớn. Lúc bây giờ thì khó khăn trở ngại của lửa có làm ảnh hưởng gì đến bà không? Bà vượt qua được. Còn bình thường thôi thì sao? Một cái tàn thuốc đụng vô tay là thấy đau lắm rồi. Còn lúc bây giờ tình thương mình lớn, do đó mình nhảy vô hầm lửa là chuyện nhỏ thôi. Đấy. Như vậy ý chí, nghị lực, nếu mình biết làm chủ cảm xúc của mình thì mọi cái nỗi đau này là chuyện nhỏ. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn qua phần, xin chứng nơi.